Việc đặt mục tiêu đón 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024 của Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở bởi bên cạnh hình ảnh du lịch Việt Nam được nâng cao và định vị rõ nét hơn trên bản đồ thế giới, thì năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam cũng tiếp tục được cải thiện. Đến nay, cả nước có hơn 3.900 doanh nghiệp lữ hành quốc tế tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2022 với nhiều loại hình doanh nghiệp đa dạng hơn. Việt Nam đã có hơn 37.300 hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ. 90 cơ sở đào tạo được ủy quyền cho phép tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Về cơ sở lưu trú, cả nước hiện có khoảng 38.000 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 780.000 buồng. Ngoài ra, công tác xây dựng văn bản quản lý nhà nước được xác định là một trong những trọng tâm triển khai trong giai đoạn phục hồi. Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch tiếp tục được tham mưu giả soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành kịp thời công tác quản lý hoạt động lữ hành quản lý khu điểm du lịch hướng dẫn viên du lịch được diễn ra thường xuyên liên tục công tác xúc tiến quảng bá được tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động du lịch diễn ra mạnh mẽ